Đây nè, họ kéo ra ngoài công viên chơi nè, đem ra pháo hoa, pháo đồ nó ra nó đốt, hy vọng là lát nữa nó đốt lên. Cả nhà ra ngoài góc này chơi, chỗ này có cái điện đường, nó điện có cái line nè ha. Đứng ở đây chờ 12 giờ đêm rồi nè, 11 giờ kém 10 đang đứng đợi đón giao thừa. Tội chưa? Mấy anh ấy không có ngủ, không có chân ngủ. Trời, bữa nay chưa thấy nó bắn gì hết, hồi nãy nó bắn chút xíu hết rồi. Mẹ ngồi gì dưới kia? Mấy năm trước là hay ra ngoài này lắm, cũng có vài gia đình ra người ta coi. Mấy năm trước trên giường người ta bắn nhiều sao giờ đấy. Hồi nãy giờ nó bắn lập bập chút xíu đó, xe xe kia cũng có bắn. Hay là nó hết tiền rồi nó bắn ít chưa không biết, hồi nãy nó bắn chùm một xíu. Ráng chờ còn mấy phút nữa. Đó, bên kia bắn rồi, bên sai bắn rồi. Andrew ở trên đứng coi vậy. Hết. Xe vừa bắn liên tục rồi. Gần tới giờ rồi đó. Yeah, đó, ở trên. Để băng em đi. Gần đúng giờ rồi, gần đúng giờ rồi. Ui, chơi chơi nó bắn nhiều rồi kìa. Nó sau nhà mình, năm nè. Ôi, đúng giờ rồi đó. Giờ nổ quá trời quá đất luôn, mấy cái vùng này nổ quá trần luôn nè, sáng luôn, lập bập nổ luôn. Wow, ở cái vùng bên kia nó bắn pháo hoa quá trời luôn kìa.